Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em lại lên nhiều cái mặt hàng lan rừng bán cho các bác. Mã số 1 nha các bác nhá. Quế trang tháng 8. Một trụ rất là nhiều cây luôn. Đấy. Quế trang tháng 8 nha các bác nhá. Một trụ như này. Rất nhiều cây nhá. Mã số 1 nhá. Của em có giá là 450.000 nha các bác nhá. 450.000. Cho mã số 1, rất nhiều cây không ít đâu các bác nhá. Quế trang tháng 8. Mã số 2 này các bác này, đây là một giò kiều vàng nhé. Mã số 2 của em có giá là 180.000. 180.000 cho mã số 2 nhé. Kiều vàng nhé các bác nhé. Những cái thân già như này thì nó trụ trụ như này thì năm tới vẫn cho hoa bình thường, nhưng các bác đừng cắt đi nhé, nó phí đi. Đấy. Những cái thân nào mà nó còn mắt, nó còn ra hoa được, nó vẫn già nhé các bác nhé. 180.000 cho mã số 2. Đấy, một giò kiều vàng như này nhé các bác nhé. Mã số 3 này các bác này, đây là một cây cáo lai châu này. Đấy, cây cáo lai châu một mẹ ba con. Một mẹ ba con nhé các bác nhé. Cái cây cáo này là em mua nó là cáo phân nhánh đấy các bạn. Nhưng mà dân người ta cắt hết vòi hoa đi rồi. Cho nên là nó rất là khó để ấy nhé. Dân người ta bán cho em, họ bảo là cáo phân nhánh nhé các bác nhé. Một mẹ ba con đấy, họ đi họ cắt hết cái vòi hoa phân nhánh đi rồi. Mã số 3 nhé các bác nhé, của em có giá là 580.000 nhé. 580.000 cho một mẹ ba con nhé các bác nhé. Một con này đấy, hai con bên này nữa này đấy. Một mẹ ba con, 580.000 cho mã số 3. Cáo họ thì họ bán cáo phân nhánh đây, nhưng mà họ cắt hết các cái vòi hoa đi. Mã số 4 này các bác này, một chậu kiều mỡ gà nhá. Mã số 4, một chậu kiều mỡ gà như này nhá. 350.000 nhá các bác nhá, cho mã số 4. 350.000 cho mã số 4 kiều mỡ gà. Mã số 5 này các bác này, một chậu trâu rừng này. Trâu này trâu rừng nhé các bác nhé. Mã số 5 của em có giá là 500.000 nhé. 500.000 một chậu trâu rừng như này. Mã số 5. Mã số 6 này các bác này. Mã số 6 này ba cây đẹp long lanh như này nhé. Mã số 6 của em cũng có giá là 500.000 nhé. Cũng có giá là 500.000. Đấy, trâu rừng đẹp long lanh như này nhé các bác nhé. Cây đấy, chất cây chất lá đây nhé các bác nhé. Mã số 5 của em cũng có giá 500.000. Mã số 6 này các bác này, giò kiều vuông Lộc Bắc tiếp theo này. Như này nha các bác nhé. À quần giò kiều mỡ gà nhé. Mã số 6 của em có giá 350.000. Đấy, đang bắt đầu có hiện tượng sưng nụ rồi. Mã số 6 nha các bác nhé, cũng 350.000. Mã số 7 này các bác này, kiều vuông Lộc Bắc nhé. Kiều vuông Lộc Bắc mã số 7, 250.000 nha các bác nhé. 250.000 cho mã số 7 nha các bác nhé, kiều vuông Lộc Bắc. Mã số 8 này các bác này, vẫn là kiều vuông Lộc Bắc nhé. Cũng 250.000. Cũng 250.000 cho mã số 8 nha các bác nhé. Số 9 này các bác này, đây là một giò hạc vĩ thiên cung nữ bố nhá. Mã số 9 của em có giá là 350.000 nha các bác nhá. Hạc vĩ thiên cung nữ bố. Mã số 9.
350.000 một cái bảng như này nhé các bác nhé. Đấy. Mã số 10 này các bác này. Mã số 10 vẫn là hạc vĩ thiên cung nữ bố nhé. Đấy, nó như này. Mã số 10 của em có giá là 330.000 nhé. 330.000 cho mã số 10 hạc vĩ thiên cung nữ bố. Mã số 11 đây là một giò hoàng thảo vôi nhé các bác nhé. Hoàng thảo vôi đảm bảo các bác nở hoa rực rỡ luôn. Những cái mắt này nó đã hình thành hết các cái mắt hoa rồi. Đấy. Của em có giá là 250.000 nhé các bác nhé. 250.000 cho mã số 11. Mã số 12 này các bác này. Vẫn là hoàng thảo vôi nha các bác nhá. Mã số 12 của em cũng có giá 250.000. Cũng có giá 250.000 nha các bác nhá. Mã số 12. Như này nhá các bác nhá. Hai cái bảng này. Cũng 250.000 mã số 12. Mã số 13 này các bác này, đây là một giò long tu xuân nha các bác nhá. Mã số 13 của em có giá là 220.000 long tu xuân. Thôi lấy các bác 200 thôi nhé. Long tu xuân mã số 13 200.000. Mã số 14 này các bác này. Đây là vẫn là long tu xuân nhé. Mã số 14 của em có giá là 280.000 nhé các bác nhé, cho hai bảng như này. 280.000 cho hai bảng. Mã số 14. Mã số 15 này các bác này, đây vẫn là một cái bảng long tu xuân này. Đấy, cái này thân rất là dài luôn. Mã số 15 nhé các bác nhá. Đấy. Của em có giá là 220.000. 220.000 cho mã số 15, vẫn là long thu xuân nha các bác nhé. Đấy, một cái bảng đẹp như này nhé. Tiếp theo này các bác này. Tam bảo sắc này. Đấy. Một cái trụ như này nha các bác nhé. Mã số 16 nhé. Tam bảo sắc rất là đẹp đây. 260.000 nha các bác nhé. 260.000 cho mã số 16. Mã số 17 này các bác này. Vẫn là tam bảo sắc này. Đẹp chưa? Một giò rất là đẹp nhá, hoa cực kỳ thơm nhá các bác nhá. Mã số 17 của em có giá là 280.000 nhá các bác nhá. 280.000 cho mã số 17. Cây rất là đẹp luôn. Hoa thơm ngát các bác nhé. 280.000 cho mã số 17 như này nhé các bác nhé. Mã số 18 này các bác này. Một giò long tu đá tím này. 2 này 3 4 5 6 7 thân hoa nhé. Mã số 18 của em có giá là 200.000 nhé các bác nhé. 200.000 cho mã số 18 long tu đá tím. Mã số 19 này các bác này, một chậu trầm rồng đỏ này. Đấy, một chậu trầm rồng đỏ 5 thân như này nhé các bác nhé. Mã số 19 của em có giá là 160.000 nhé. 160.000. Đấy, những cái chậu trầm rồng đỏ như này nở hoa rất là thơm các bạn. Mã số 20 này các bạn này. Một chậu sơn thủy tiên như này nhá. Mã số 20 của em có giá là
380.000 nhé, 380.000 cho mã số 20 Sơn Thủy Tiên. Mã số 21 này các bác này, vẫn là Sơn Thủy Tiên này. Đấy, mã số 21 của em cũng có giá là 380.000 nhé. 380.000 cho mã số 21. Đấy, một lò như này nhé các bác nhé. Mã số 22 này các bạn, một giò rất là to này. Đấy, mã số 22 của em có giá là 450.000 nha các bạn nhé. 450.000 nguyên rẻ luôn, rất nhiều thân. Mã số 22 nhé các bạn nhé, 450.000. Mã số 23 này các bạn này, một giò kiểu mỡ gà nhé. Mã số 23 của em có giá là 350.000 cho giò kiểu mỡ gà như này nhé. Mã số 24 này các bạn này, một giò gà trắng này, gà hoa trắng tinh nhé các bạn nhé. Mã số 24 của em có giá là 600.000, 600.000 cho giò gà trắng như này. Đấy, như này nhé các bạn nhé. Mã số 25 này các bác này, một chậu trầm dòng đỏ này, có 3 thân này. Đấy, 120.000 nha các bác nhé, 120.000 cho mã số 26. Mã số 27 này các bác này, đây, một trụ Sơn Thủy Tiên trồng tròn 4 xung quanh như này nhé. Mã số 27 của em có giá là 450.000 nha các bác nhé. Một trụ trồng tròn 4 xung quanh này. Mã số 27 450.000. Mã số 28 thì các bác này, một trụ tam ở sắc to bự như này nhé. Mã số 28 của em có giá là 550.000 nha các bác nhé. 550.000 cho mã số 28, một trụ tam sắc như này nhé các bác nhé. Đấy, chất cây chất lá nó như này nhé. Tiếp theo là các bác này, mã số 29 này, đây là một bảng hoàng thảo vôi nhá. Hoàng thảo vôi. Mã số 29 nhá các bác nhá. Của em có giá là 600.000. 600.000 cho mã số 29 này. Hoàng thảo vôi một bảng rất là to luôn nhá các bác nhá. Đấy, toàn thân hoa thôi nhá. Cái này toàn thân hoa đấy nhá. Mã số 29, 600.000. Mã số 30 này các bạn này, vẫn là hoàng thảo vôi nhé. Vẫn là hoàng thảo vôi. Cái này thì nó đang vàng lá xuống lá nhé các bạn nhé. Mã số 30 của em cũng có giá là 600.000. Cũng 600.000 nhé các bạn nhé. Cho mã số 30. Mã số 31 này các bạn này, một chậu hạc vĩ hoa trắng nhé. Hạc vĩ đột biến nhé các bạn nhé. Mã số 31 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thân. Mã số 31 của em có giá là 600.000 nha các bác nhé. 600.000, hạc vĩ hoa trắng tinh nhé. Một cái chậu như này mà nở hoa rất là đẹp luôn. Về các bác có thể thay cho em cái chậu nó đẹp đẹp chút. Mã số 32 này các bác này, một cây trâu này, có 4 cái nụ nha các bác nhé, rất là VIP. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mã số 32 của em có giá là 800.000 nha các bác nhé. Một cây trâu, trâu rừng nha các bác nhé, không phải trâu Thái đâu. Đấy, to đẹp như này nhá, 8 cặp lá và 4 cái nụ nhá. Tiếp theo này các bạn này, mã số 33 này. Mã số 33 này.
Đây là một giò kiểu vuông nhé các bác nhé, kiểu vuông rừng nhé. Mã số 33 của em có giá là 400.000 nhé các bác nhé, 400.000 cho mã số 33. Mã số 34 này các bác này. Đấy, 3 cây trâu như này nhé. Mã số 34 của em có giá là 300.000. 300.000 cho 3 cây trâu như này. Mã số 35 này các bác này, 3 cây trâu như này nhé. Đấy, mã số 35 của em cũng có giá là 350.000 nhé các bác nhé. 350.000 cho 3 cây trâu như này. Cho mã số 35. Mã số 36 này các bác này. Đây là một bảng long tu đá tím nhưng nó đã vàng lá xuống lá hết rồi. Mã số 36 của em có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thất hoa. Mã số 36 của em cũng có giá là 200.000 nha các bác nhé. 200.000. Long tu đá tím nha các bác nhé. Cái này là long tu đá tím, mã số 36. Mã số 37 này các bác này, một giò u lồi nhé. U lồi hoa Tết nhé. Một thân hoa này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cả nhỏ là 10 nhé các bác nhé. Là 10 cái thân hoa nhé. Đấy. Của em có giá là 300.000 nhé các bác nhé. 300.000. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào tất cả các bác.